Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 128. Không đến mức giống như, lúc ban đầu, bị chấn cho chết đi sống lại, vô cùng thê thảm, mà hiện tại, khó khăn và nguy hiểm đến từ sự tranh đoạt giữa đồng loại với nhau, dù là những đạo đài long lân thì mỗi cái cùng có tầm 10 người tranh nhau, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Mấy tên thất cự đầu như La Chấn, Mục Tu Hàn, Phong Huyền Dực đều đang dò xét lẫn nhau, trong mắt lộ vẻ cực kỳ bất thiện. Hiển nhiên, với tầm mắt của bọn họ thì sẽ chọn mấy cái đạo đài độc nhất vô nhị kia rồi, lại nói, không đủ số, nên ắt sẽ có một trận chiến. Ra tay. La Chấn dẫn đầu, thân hình hắn ta nhoáng lên một cái, vọt về phía sừng thương long. Rầm. Gần như ngay khi hắn ta vừa khởi hành, Mục Tu Hàn cũng có hành động, mục tiêu cùng là sừng thương long. Hai người giao thủ nhanh như chớp phía trên đạo đài, mỗi người đều đánh ra một chưởng. Tiếng nổ kinh thiên động điện vang lên, khí tức khủng bố bùng nổ từ trên người bọn họ, chấn cho đám người xung quanh khí huyết sôi trào, chân nguyên dao động. Vèo, vèo, vèo. Trận giao đấu diễn ra trong chớp mắt, Lạc Chấn nhỉnh hơn một chút. Hắn ta vững vàng rơi xuống đạo đài long giác, mỉm cười, ngươi thua. Cùng lúc hai người họ giao đấu, nữ tử áo tím Bùi Tuyết đã nhẹ nhàng rơi xuống đạo đài long nhãn, sắc mặt đám người Phong Huyền Dực biến ảo, cuối cùng, có lẽ do ngại ném chuột vỡ bình nên không dám có hành động quá trớn. Trái lại, Vũ Hạo Thiên có vẻ không quá nổi bật, nhưng chẳng biết từ lúc nào, hắn ta đã đáp xuống đạo đài long vĩ. Tuy nói đạo đài Long Vĩ cũng là độc nhất vô nhị, nhưng dù sao thì nó chỉ là đuôi rồng mà thôi, còn lâu mới được chú ý như ba cái đạo đài còn lại. Với vận tốc ánh sáng, ba đạo đài được chú ý nhiều nhất giờ chỉ còn lại tim thương long. Thua dưới tay Lạc Chấn, Mục Tu Hàn cũng không để tâm quá nhiều, thân hình hắn ta nhoáng một cái, quyết đoán hướng về phía đạo đài tương ứng với tim thương long. Long giác đã bị Lạc Chấn tranh mất. Hắn ta nhất quyết giành bằng được tim thương long. Chấm than. Nhưng khi hắn ta vừa rơi xuống thì chợt đạo đài rung lắc dữ dội, cứ như có một ngọn núi cao đang áp xuống đạo đài vậy. Trong khoảnh khắc trời đất đảo lộn, tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, đồng thời có uy áp hùng hậu quét qua tất cả. La Chấn híp mắt nhìn thì phát hiện rơi xuống đạo đài là một cái hộp đựng kiếm, đồng tử hắn ta lập tức co mạnh, tia sáng lạnh bắn ra. Ở đằng kia, phía trên hộp đựng kiếm có một thiếu niên đứng hiên ngang, khoác trên mình một bộ thanh sam, phong thái nhã nhặn, tóc dài bay múa trong gió. Gương mặt tuấn tú, trắng trẻo bộc lộ khí chất xuất trần, trong trẻo mà linh hoạt, hai đầu lông mày sắc bén bắn ra duệ khí hào hùng, cứ như chỉ một cái nhướng mày thôi cũng có thể khuấy đảo phong vân, khiến thiên địa thất sắc. Lâm Nhất nhìn về phía đối phương, thản nhiên nói, nơi này có chủ rồi. Nơi này đã có chủ. Lời của Lâm Nhất không nhanh không chậm, không cố ý nhấn nhá hay thêm thắt gì cả, nhưng trong từng câu chữ lại ẩn chứa ý tứ vô cùng rõ ràng. Nói ngắn gọn chính là, người cút đi được rồi, nơi này đã bị ta chiếm. Một câu nghe có vẻ rất bình thường, mỗi người đều có thể nói, nhưng nếu đối tượng là Mục Tu Hàn nam nhân có thể tranh phong với Long Thủ La Chấn ở khu vực Thương Long này thì một câu bình thường kia lại chẳng khác nào thạch phá kinh thiên. Soạt. Trên quảng trường cổ xưa lập tức vang lên từng tiếng xôn xao, vô số ánh mắt khiếp sợ đổ dồn về phía Lâm Nhất. Trên đạo đài tương ứng với đuôi thương long, Vũ Hạo Thiên lộ vẻ âm tàn, trong lòng thầm cười lạnh. Tên Lâm Nhất này còn ngông cuồng hơn so với tưởng tượng của hắn ta, vậy mà dám ngang nhiên chống đối Mục Tu Hàn, nếu có thể mượn tay người này thăm dò giới hạn của Lâm Nhất thì thật sự không còn gì tốt hơn. Đương nhiên. Nếu Lâm Nhất chết trong tay đối phương thì hắn ta sẽ vô cùng vui mừng vì điều đó. Oán hận của hắn ta đối với Lâm Nhất đã đạt đến độ cực đoan, vặn vẹo, chỉ cần đối phương thật sự bị giết chết thì dù là hắn giết hay ai cũng không quan trọng. Lâm Nhất, ngươi chớ có không biết điều. Nhìn thấy Lâm Nhất chiếm cứ đạo đài tim thương long, ba người Phong Huyền Dực, Triệu Kỳ, Trần Hạo từ từ bước đến đứng sau lưng Mục Tu Hàn, bày tỏ thái độ. Mục Tu Hàn liếc nhìn Lâm Nhất đang đứng hiên ngang trên hộp đựng kiếm, ánh mắt hắn ta u tối đến cùng cực, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Long Thủ La Chấn dám tranh giành với hắn ta thì cũng thôi đi, tên tiểu tử này dựa vào cái gì chứ? Hắn ta từ từ ngẩng đầu lên, thả
thản nhiên nói, Lâm Nhất, ta khuyên ngươi tốt nhất nên nhường lại vị trí này, đừng chọc ta tức giận, nếu không, ngươi không gánh nổi hậu quả đâu. Sau lưng hắn ta, sắc mặt ba người Phong Huyền Dực cũng lộ vẻ âm u, khi nhìn Lâm Nhất, sát ý trong mắt bọn họ âm thầm tích tụ, vô cùng bất thiện. Nhất là Phong Huyền Dực, nếu không có Mục Tu Hàn ở đây, hắn ta đã sớm nhịn không được mà ra tay rồi. Kittete. Cùng với tiếng nói của Mục Tu Hàn, bầu không khí trên quảng trường cổ xưa bỗng chốc trở nên rét lạnh. Vô số ánh mắt hướng về phía Lâm Nhất, sâu trong mắt bọn họ chính là sự khiếp sợ cực độ. Bốn người trong thất đại cự đầu bảng Thương Long lại cùng lúc làm khó dễ Lâm Nhất, thật khó mà tưởng tượng nổi. Thế trận bực này thì dù là Long Thủ La Trấn, trong tình huống một mình một ngựa, cũng phải tạm lánh đi đầu sóng ngọn gió. Nhưng có thể thấy được, Lâm Nhất vẫn đứng hiên ngang trên hộp đựng kiếm, dường như không có ý định nhượng bộ, điều này quả thật có hơi quái lạ. Khoan nói đến việc một mình Mục Tu Hàn đã có thể đối kháng với La Trấn, chỉ bàn về ba người Phong Huyền Dực, bất kỳ ai trong số họ cũng là nhân vật có uy danh vô cùng hiển hách tại khu vực Thương Long này. Hiện tại, cả bốn người cùng đứng ra làm khó dễ, thật khó mà nghĩ được, ở khu vực Thương Long, có ai dám không theo. Trong mắt mấy người La Trấn, Tần Lâm cùng nữ tử áo tím cũng lóe lên tia khác thường, lộ vẻ khó hiểu. Bọn họ không rõ vì sao Lâm Nhất lại kiên trì như vậy, một thân một mình đối chọi với thất cự đầu xếp hạng đầu trên bảng Thương Long thật sự có hơi, vô lễ quá rồi. Trên hộp đựng kiếm, Lâm Nhất nhìn bốn người cùng tụ lại một chỗ, hắn cũng có hơi kinh ngạc, tuy nhiên, chẳng mấy chốc đã khôi phục như thường. Trước khi tiến vào bảo điện Thương Long, hắn đã sớm nghĩ đến tình huống xấu nhất rồi, một khi quyết định tranh đoạt tim Thương Long, lòng hắn đã quyết. Bất kể giá nào cũng không nhường lại đạo đài này. Cùng lắm thì quậy một trận long trời lở đất, quan tâm Thương Long thất cự đầu cái khỉ gì, làm thịt hết là được. Ngại quá, Lâm Mỗ đã nói rồi, nơi đây đã có chủ, Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn bốn người kia, vẻ mặt hắn không chút dao động, một lần nữa lặp lại lời đã nói trước đó. Hắn vừa nói xong, bầu không khí trên quảng trường Thương Long cổ xưa phút chốc bùng nổ. Lâm Nhất nói vậy là đã hạ quyết tâm muốn đối chọi với đám người Mục Tu Hàn. Không cho đối phương đường lui, cũng không cho bản thân đường lui. Ta đã nói từ sớm rồi, không cần phải khách khí với tên tiểu tử này, vừa khéo, thù cũ hận mới tính luôn đi. Gần như ngay khi Lâm Nhất vừa dứt lời, Phong Huyền Dực đã cười khẩy một tiếng rồi ra tay, ngọn lửa hừng hực mang theo hung uy từ trong cơ thể hắn ta tuôn ra, cùng lúc đó, Triệu Kỳ, Trần Hạo. Hai đại cao thủ thuộc thất cự đầu cũng ra tay, uy áp hùng hậu trên người bọn họ bùng nổ, đan vào nhau, tựa như núi cao hùng vĩ, lại như sóng lớn cuộn trào. Danh tiếng của ba người đã sớm xuất hiện trên bảo kính thông thiên, có được tư cách tranh đấu ở nơi tận cùng thiên lộ. Không cần nói cũng đoán được thực lực của đám người này mạnh đến mức nào, ít nhất, ở khu vực Thương Long này có thể xem như đứng trên đỉnh kim tự tháp. Cả ba liên thủ bộc phát uy áp hùng mạnh. Chấn cho quảng trường Thương Long rung lắc dữ dội, khiến đám người đứng trên đạo đài nhận lấy đả kích không nhỏ, trông có vẻ cố hết sức chống chọi. Lâm Nhất không nhúc nhích, ngựa huyết long trên vai lại lười biếng mở mắt. Ngựa huyết long nắm trong tay Ma Côn Thiên Khôi, đứng chắn trước mặt Lâm Nhất. Nó gầm gừ, trong tiếng gầm ẩn chứa âm thanh gào thét điên cuồng của Thái Cổ Long Viên. Một luồng khí tức đỏ như máu từ trong cơ thể nó tuôn ra. Trong huyết quang ẩn chứa khí tức cực kỳ cổ xưa, bỗng chốc, sau lưng ngựa huyết long diễn hóa thành long viên khổng lồ, vô cùng đáng sợ. Giống. Tiếng gầm gừ trầm thấp chợt hóa thành tiếng gào rú kinh thiên, ngựa huyết long dùng Thái Cổ Long Viên quyết để thôi thúc Ma Côn Thiên Khôi, nghênh đón Phong Huyền Dực đang đánh tới. Ầm ầm. Vô số tiếng nổ vang lên, Ma Côn Thiên Khôi không những khiến cả khoảng không gian này bị bóp méo. Mà nó còn dùng uy thế không gì địch nổi trực tiếp hất văng Phong Huyền Dực. Phong Huyền Dực, mấy ngày không gặp mà ngươi vẫn chẳng có chút tiến bộ nào. Lâm Nhất lạnh lùng liếc nhìn đối phương rồi nhếch mép cười mỉa. Trên quảng trường, sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi. Bọn họ thật sự không ngờ ma sủng bên cạnh Lâm Nhất lại mạnh đến mức này, vậy mà có thể đánh lui được Phong Huyền Dực, một trong thất cự đầu trên bảng Thương Long. Cảnh tượng trước mắt đã chế trụ không ít người. Trong mắt Trần Hạo và Triệu Kỳ cũng lóe lên tia khác thường,
ánh mắt lúc sáng lúc tối, không dám tùy tiện ra tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngươi muốn chết. Bị ma côn thiên khôi quất bay ra ngoài, Phong Huyền Dực gầm lên một tiếng, phóng thích toàn bộ uy áp từ ý chí hỏa diễm. Toàn thân hắn ta tỏa ra kim quang sáng lạn, tựa như một mặt trời, hào quang sáng chói khắp thiên địa, một lần nữa vọt về phía Lâm Nhất. Ngựa huyết long ngồi trên vai Lâm Nhất nhếch mép cười quái dị, giờ phút này, thực lực của nó không thể so với 10 ngày trước nữa rồi. Nó đã luyện hóa được huyết mạch và yêu đan của thần hỏa ô, không chỉ cảnh giới tăng vọt mà huyết mạch viễn cổ trong cơ thể cũng trở nên nồng đậm hơn, quan trọng hơn nữa chính là môn công pháp yêu tộc chí thánh thái cổ long viên quyết mà Nguyệt Vi Vi để lại cho nó dường như đã có tiến bộ hơn, sử dụng ma côn thiên khôi nhẹ nhõm hơn trước gấp mấy lần. Và cũng không để đối phương có thể tránh thoát một cách dễ dàng như trước. Chân nguyên sôi trào, ánh lửa bắn tung tóe, ma côn thiên khôi của ngựa huyết long lại lần nữa nghênh đón trưởng mang của đối phương, trong tiếng nổ đùng đoàng, nơi đó xuất hiện dị tượng đáng sợ, cứ như mặt trời bị xé toạc ra. Ngay sau một kích này, ma côn thiên khôi hùng mạnh như núi khéo léo chuyển động trong móng vuốt của ngựa huyết long, trực tiếp xé rách mặt trời huy hoàng do quyền mang của đối phương tạo ra. Rồi hung hăng đánh xuống đầu đối phương. Sắc mặt Phong Huyền Dực trắng bệch, bị dọa sợ, vội vàng lui về sau. Phong Huyền Dực lại thất bại. Mọi người hít một ngụm khí lại, mà côn thiên khôi thật đáng sợ, quả nhiên là một món hung khí thời thượng cổ, và ngựa huyết long, ma thú đang điều khiển món hung khí này, cũng khủng bố chẳng khác nào hỗn thế ma vương. Công pháp yêu tộc chí thánh. Xa xa, trên đạo đài tương ứng với mắt thương long. Trong mắt nữ tử áo tím có lai lịch thần bí lóe lên tia kinh ngạc, nàng ta nhìn chằm chằm vào ngựa huyết long đang cực kỳ hung hăng giữa không trung. Công pháp yêu tộc chí thánh. Sao có thể như thế được, một con ma sủng sao có thể tu luyện công pháp yêu tộc chí thánh cho được. Lúc này có người kinh hô, không ít người lộ vẻ ngạc nhiên. Chỉ ở phương đại thế kia mới có công pháp yêu tộc chí thánh, phẩm cấp của nó còn trên cả tạo hóa. Nếu thật là công pháp chí thánh thì, đó sẽ là tin tức cực kỳ rúng động. Dường như không phải bản hoàn chỉnh. Dù chỉ là bản khuyết thiếu thì việc công pháp yêu tộc chí thánh xuất hiện trên người một ma sủng cũng đã là chuyện rất đáng để kinh ngạc. Ánh mắt mọi người lóe sáng, chỉ ma sủng mà đã đáng sợ như thế, e rằng tên Lâm Nhất này đã có chuẩn bị từ trước. Cũng không biết thực lực của Lâm Nhất như thế nào, bằng không thì đối mặt với bốn người liên thủ. Hắn vẫn lành ít dữ nhiều. Ta đã nói rồi, nơi này đã có chủ. Ta không muốn lặp lại lời này quá nhiều lần. Một khi ta dám đứng ở đây thì hiển nhiên có lực lượng của chính mình. Đừng có dò xét giới hạn của ta, tính ta không tốt lắm đâu. Giọng nói trầm thấp của Lâm Nhất lại lần nữa vang lên. Giọng hắn không thay đổi gì cả, nhưng mọi người có thể cảm nhận rất rõ sát ý và hàn ý trong đó. Tính tình không tốt, ha ha. Ngay cả La Trấn cũng không dám nói như vậy với ta, ngươi tính cũng hay thật, cùng lắm chỉ là thứ dựa vào ma sủng làm càn mà thôi, nếu không có nó làm chỗ dựa, trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Mục Tu Hàn cười khẩy, bốn người bọn họ liên thủ làm khó mà Lâm Nhất còn dám, ngông cuồng như vậy, trong mắt hắn ta, việc này vô cùng buồn cười. Chung quy thì xử lý con ma sủng kia có hơi phiền toái một chút, nhưng cũng chỉ là chút phiền toái mà thôi. Nếu thật sự giao đấu e rằng đối phương sống không quá 10 chiêu. Như ngươi mong muốn, Lâm Nhất vỗ vỗ đầu ngựa huyết long, ra hiệu đối phương an tâm, chớ vội, kế đó, hắn phất tay đuổi nó sang một bên. Đuổi ma sủng đi. Mọi người càng thêm kinh ngạc, thật không ngờ Lâm Nhất lại dám một mình đối chọi với bốn người Mục Tu Hàn, lực lượng của hắn từ đâu mà có. Mắt thấy ma sủng đã bị Lâm Nhất đuổi đi. Sát ý trong mắt Phong Huyền Dực bùng nổ. Trần Hạo và Triệu Kỳ cũng kiềm không nổi muốn ra tay. Mục Tu Hàn giơ tay cản ba người họ lại, thản nhiên nói, để ta. Vừa dứt lời, hắn ta liền bước lên trước một bước. Chiến ý hùng hậu trên người Mục Tu Hàn ào ào tuôn ra, trong mắt hắn ta bắn ra hào quang nồng đậm, sát khí trùng thiên. Ầm ầm. Khoảnh khắc chiến ý cùng sát khí bộc phát. Mọi người ngẩng đầu nhìn thì chẳng biết từ lúc nào, bầu trời phía trên quảng trường Thương Long đã bị lôi vân cuồng bạo bao phủ. Bên dưới lôi vân, thiên địa biến sắc. Ngay khi hắn ta hoàn toàn đáp xuống đất, toàn bộ quảng trường rung lắc dữ dội,
mấy trăm cột sét đồng loạt rạch nát khoảng không gian này. Tu vi thiên phách tầng thứ tư đỉnh cao. Mọi người kinh ngạc, trong mắt lộ vẻ vô cùng sợ hãi, họ cảm nhận được một hơi thở vô cùng đáng sợ từ trong cơ thể Mục Tu Hàn. Chân nguyên cuồn cuộn ẩn chứa trong tứ đại khí hải kia điều động uy áp lôi đình của hắn ta đến mức khiến toàn bộ thiên địa đều phải rung động. Phụt! Rất nhiều thiên tài đang ngồi trên đạo đài vì không kịp đề phòng mà bị uy áp dâng trào đánh bay. Lâm Nhất, người quá thuận buồm xuôi gió ở khu vực Thương Long này, cho nên mới ngông cuồng đến thế. Ta muốn cho ngươi biết, con đường thông thiên này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, cũng có những vị trí ngươi không có tư cách ngồi vào. Mục Tu Hàn vô cùng bá đạo, điện quang ẩn chứa trong mắt hắn ta chói hết cả mắt, dưới phong mang thế này, mái tóc dài của hắn ta vẫn đang tung bay. Hắn ta ra tay, nhưng cũng không tiếp cận đối thủ, trong lúc nâng tay, màn sương mù tím ngưng tụ từ lôi uy mịt mờ của hắn ta bao phủ lấy đạo đài nơi đối thủ đang ngồi, đè lên người Lâm Nhất với tốc độ vô cùng chậm rãi. Trong sương mù màu tím kia, mỗi một hạt bụi đều trở nên lấp lánh rực rỡ, lóe lên điện quang sáng chói. Vào khoảnh khắc bàn tay đang mở ra của hắn ta đánh xuống, trong sương mù cuồn cuộn đột nhiên có một ngôi sao xuất hiện, đánh về phía Lâm Nhất như sao băng. Mọi người tỏ vẻ chấn động, thủ đoạn thế này đúng là không tầm thường chút nào. Mục Tu Hàn dùng sương mù tạo ra từ lôi uy chấn áp Lâm Nhất trước, dùng tốc độ có vẻ chậm rãi khiến đối phương tê liệt, đến khi Lâm Nhất sắp chống lại uy áp này, hắn ta lại vung tay, ngưng tụ tất cả sương mù, diễn hòa thành một ngôi sao rơi xuống với tốc độ như điện quang. Nhanh và chậm thay đổi khôn lường, ngôi sao kia bao trùm lên không gian của đạo đài, bắn ra hàng nghìn hàng vạn tia điện quang. Mấy người nhóm La Trấn đều hít sâu một hơi, Mục Tu Hàn này quá tàn nhẫn, hắn ta muốn thẳng tay giết chết Lâm Nhất bằng một chiêu. Đây là sát chiêu sở trường của hắn ta, một bí thuật khá đáng sợ, được đặt tên là Tinh Vẫn, ngôi sao lôi đình, rơi xuống thế gian. Mọi người kinh ngạc mất một lúc mới lấy lại tinh thần. Thì ra Mục Tu Hàn này trông có vẻ muốn thăm dò Lâm Nhất, nhưng thật ra vừa giao chiến đã sử dụng sát chiêu và lá bài tẩy. Khi xoay bàn tay, ngôi sao rơi xuống, điện quang vạn trượng bao trùm lên không gian kia. Hiện tại dù ngựa huyết long có giúp đỡ cũng không còn kịp nữa rồi. Dưới nét mặt vô cùng kinh ngạc của mọi người, ngôi sao ngưng tụ từ lôi uy thuần túy và chân nguyên cuồn cuộn kia xuyên thủng hư không, rơi xuống đạo đài của Lâm Nhất. Oanh! Đạo đài kia lập tức bị bao phủ bởi lôi quang, vô số chân nguyên lôi đình nổ tung như dung nham. Lôi mang cuồn cuộn. Toàn bộ quảng trường rung động dữ dội, tất cả mọi người đều cảm nhận được lúc ngôi sao nổ tung, bên trong ẩn chứa năng lượng đáng sợ. Không xong rồi. Mấy người nhóm La Trấn cau mày, trong mắt cũng có ánh sáng kỳ lạ lóe lên, kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Nhất vẫn còn quá ít, hoàn toàn không ngờ yêu nghiệt như Mục Tu Hàn sẽ sử dụng lá bài tẩy vào lần đầu giao chiến. Dưới tình huống không kịp chuẩn bị mà bị Tinh Vẫn này đánh trúng, thì gần như không còn đường sống. Mục huynh không giống mấy người nào đó, chỉ biết nói miệng. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay, dù ngươi có là chiến mã tuyệt thế cũng phải quỳ xuống chịu chết, Phong Huyền Dực cười châm chọc, trong mắt lộ vẻ sảng khoái, có thể chết dưới sát chiêu thành danh của Mục huynh cũng xem như xứng với cái danh chiến mã rồi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là con kiến mà thôi. Nhưng lúc này, sắc mặt Phong Huyền Dực chợt trở nên cứng đờ, vì trong lôi quang vô tận kia có vô số hư ảnh kim ô bay ra. Có kim sĩ thần nhân cao trăm trượng xuất hiện như núi lớn, chẳng mấy chốc đã phá vỡ lôi quang cuồn cuộn kia, đấm ra quyền mang chứa đựng kim quang rực rỡ. Mục Tu Hàn thay đổi sắc mặt, lách người tránh khỏi trong nháy mắt, nhưng vẫn bị dư âm đánh trúng. Quyền mang kia đánh bay Mục Tu Hàn, sau đó nó đột nhiên mở tay, bắt lấy Phong Huyền Dực không kịp đề phòng rồi kéo về phía mình. Vụt! Một bàn tay trắng nõn nà nhanh chóng túm lấy cổ Phong Huyền Dực. Lôi quang tan đi, xung quanh trở nên xôn xao, mọi người vô thức phát ra tiếng cảm thán. Bên trên đạo đài, Lâm Nhất đứng trên hộp đựng kiếm không di chuyển, trên người không hề có chút thương tích nào. Lâm Nhất tóm lấy cổ Phong Huyền Dực, lạnh lùng nhìn xuống hắn ta từ trên cao, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo vô cùng đáng sợ. Tên này đúng là một con chó trung thành, bị ngựa huyết long đánh bay hai lần vẫn không nhận ra sự chênh lệch của hắn và hắn ta hiện tại. Còn dám nhảy tới nhảy lui châm chọc hắn.
chết đi. Máu tươi bắn tung tóe, Lâm Nhất đánh vỡ đầu người này một cách quyết đoán, không chút chần chừ. Mọi người tỏ vẻ hoảng hốt, hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Nhất sẽ nhanh tay đến thế. Sau khi bắt được sơ hở của Phong Huyền Dực thì lập tức giết chết đối phương, không hề kiêng dè thân phận một trong thất đại cự đầu bảng Thương Long của hắn ta. Một yêu nghiệt đã hiện lên trên bảo kính thông thiên bị giết chết một cách dễ dàng, mọi người ánh mắt đờ đẫn, không thể tin được. Tuy trước đó Phong Huyền Dực đã bị Ma Côn Thiên Khôi tấn công hai lần liên tiếp, bị thương khá nặng, chiến lực đã không thể sánh bằng Trần Hạo và Triệu Kỳ, càng không thể so với Mục Tu Hàn. Nhưng nói chết là chết vẫn khiến người khác không thể tin được, thần kỳ như chuyện nghìn lẻ một đêm vậy. Sắc mặt Mục Tu Hàn tái mét, đằng đằng sát khí, hắn ta nhìn chằm chằm Lâm Nhất, sâu trong mắt chứa đựng ý lạnh không thể xua đi. Hay lắm, giỏi lắm, được lắm, Lâm Nhất, ngươi là muốn trở mặt hoàn toàn đúng không? Mục Tu Hàn lạnh lùng nói. Sắc mặt của hắn ta thay đổi, giết chết Phong Huyền Dực trước mặt nhiều người như thế, rõ ràng là Lâm Nhất này muốn khiến hắn ta mất mặt. Xin lỗi, ngươi làm gì có mặt mũi mà trở? Huống hồ, ta đã nói từ đầu rằng nơi này đã có chủ, đừng xem như ta dễ tính, Lâm Nhất không hề nể mặt, lạnh lùng nói. Mọi người thầm thấy kinh ngạc, Lâm Nhất này đúng là ngông cuồng, hắn là quyết tâm muốn chiếm đoạt đạo đài ở chỗ trái tim Thương Long này. Ai dám xâm phạm sẽ giết chết người đó. Lâm Nhất, Phong Huyền Dực bị ma sủng của ngươi làm trọng thương, đang bị thương như thế, ngươi còn thừa nước đục thả câu tóm lấy hắn, thẳng tay giết chết hắn, có phải hơi quá đáng rồi không? Trần Hạo ở bên cạnh Mục Tu Hàn cất lời. Lâm Nhất lập tức cảm nhận được một luồng sát khí, Trần Hạo này là nhân vật thứ ba trên bảng Thương Long, thực lực đứng sau Mục Tu Hàn và La Chấn, mạnh hơn Phong Huyền Dực kia rất nhiều. Trong lòng rất nhiều người, hắn ta là tồn tại có thể chống lại La Chấn và Mục Tu Hàn. Quá đáng, cho hỏi ta quá đáng chỗ nào, nếu hắn ta không ra tay với ta trước thì sẽ bị ngựa huyết long làm bị thương sao? Ta đang giao thủ với Mục Tu Hàn, còn chưa phân thắng thua, hắn ta đứng đó lải nhải, châm chọc ta bắt buộc phải nhường nhịn, chịu nhục trước hắn ta à? Sắc mặt Lâm Nhất vô cùng lạnh lẽo, hắn cất giọng điệu nặng nề. Hắn cũng không thích tranh cãi với người khác, có điều dáng vẻ của Trần Hạo này thật sự khiến người ta buồn nôn. Ngay từ đầu đối phương đã ỷ thế hiếp người, không dám trêu chọc La Chấn kia, cho rằng hắn dễ bắt nạt nên mới nhằm vào hắn, bây giờ chịu thiệt thòi thì lại giảng đạo với hắn. Trên đời làm gì có đạo lý kiểu này? Nói ngươi mấy câu thì sao chứ? Nói ngươi mấy câu có đến mức phải bị ngươi giết không? Sao ngươi lại động một tí là giết người thế, thất đại cự đầu trên bảng Thương Long chúng ta không biết đã chiến đấu bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa đến mức giống như ngươi đâu, Trần Hạo không tán thành, hừ lạnh một tiếng, tuổi còn nhỏ mà tính tình thì hung hăng, nếu ngươi không chịu nói phải trái thì đừng trách chúng ta liên thủ trấn áp ngươi. Liên thủ á, cứ việc liên thủ, ta sợ ngươi chắc. Hai mắt Lâm Nhất lập tức trở nên sắc bén như kiếm, giữa chân mày lộ ra phong mang, hắn lạnh lùng quát lên một tiếng. Có sát khí dâng trào. Thật sự cho rằng hắn sợ bọn họ liên thủ à? Mọi người tỏ vẻ kinh ngạc, Lâm Nhất này muốn một đấu ba, dùng sức mạnh áp đảo đối phương. Không hổ là công tử táng hoa giết người chỉ với một kiếm, đến hiện tại rồi mà tính cách vẫn không thay đổi. Cứ việc liên thủ, sợ các ngươi chắc. Lâm Nhất đứng trên hộp đựng kiếm, quần áo không gió mà bay, lời nói khiến con người ba người Trần Hạo, Triệu Kỳ và Mục Tu Hàn co lại, sắc mặt không ngừng thay đổi. Ba người họ đều là nhân vật có tiếng tăm ở khu vực Thương Long, đứng trên đỉnh chóp của Kim Tự Tháp, dù ở toàn bộ con đường thông thiên cũng có danh tiếng không nhỏ. Mỗi người đều rất kiêu ngạo, tuy là một đội cùng tiến cùng lùi, nhưng thật sự chưa từng nghĩ đến việc liên thủ trấn áp Lâm Nhất. Một là, sâu trong lòng bọn họ đều không coi trọng Lâm Nhất cho lắm, thứ hai là sợ ảnh hưởng đến danh tiếng. Không muốn sau khi rời khỏi khu vực Thương Long, ở cuối thiên lộ sẽ bị người của những khu vực khác trêu chọc. Nhưng sau một hồi giao thủ, rõ ràng thực lực của Lâm Nhất không hề tầm thường, đặc biệt là cú đấm giết chết Phong Huyền Dực khi nãy, càng khiến người ta khiếp sợ vô cùng. Nếu nói ba người không có ý định liên thủ chắc chắn là không thể nào, bây giờ kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra Lâm Nhất rất khó giải quyết. Công tử táng hoa chắc chắn không phải chỉ có tiếng không có miếng.
Bây giờ đối phương chọc rách lớp giấy mỏng này, ba người lập tức có ý đồ, trong con người đằng đằng sát khí, chân nguyên cuồn cuộn trong cơ thể cũng đang cô đọng. Nếu tiểu tử này đã tự tìm đường chết thì cứ để cậu ta được như ý nguyện. Tự tìm đường chết, cũng không thể trách chúng ta ỷ đông hiếp yếu được, ngông cuồng là sẽ phải trả giá. Sắc mặt Mục Tu Hàn thay đổi, trong mắt có sát khí dâng trào, như đã có quyết tâm về một việc nào đó. Đánh nhanh thắng nhanh đi, một tên hề cứ nhảy tới nhảy lui cũng phiền phức lắm, Triệu Kỳ lạnh lùng nhìn Lâm Nhất, cất giọng lạnh như băng. Rất đúng ý ta. Trần Hạo tính tình khó chịu trước đó cũng cười gần một tiếng, hờ hững nói. Sau khi dứt lời, hắn ta là người ra tay đầu tiên, trên người bộc phát khí thế như băng giá, ý chí hàn băng dung hợp một cách hoàn mỹ với tu vi thiên phách tứ trọng của hắn ta, trên quảng trường Thương Long cổ xưa thoáng chốc tuyết trắng mịt mù, bông tuyết trong lúc tung bay cũng tản ra sát khí đáng sợ. Bát hoang băng vân phá. Sắc mặt Trần Hạo vô cùng lạnh lùng. Hắn ta chậm rãi nói ra năm chữ lạnh như băng, sau đó tấn công về phía Lâm Nhất. Trong lúc giơ tay, hàn khí vô tận xuất hiện, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ đánh xuống từ trên trời. Trong lòng bàn tay khổng lồ này có ngưng tụ một con dấu cổ xưa. Con dấu phát ra ánh sáng chói mắt, tựa như trường tồn mãi mãi, còn mang theo cả hàn mang khiến người ta tuyệt vọng. Võ học tạo hóa cấp đế giả. Hắn ta vừa đánh ra chiêu này. Toàn bộ quảng trường bắt đầu náo động, thậm chí rất nhiều thiên tài trên đạo đài còn không thể đứng vững, sắc mặt liên tục thay đổi. Dù đã có tin đồn từ lâu rằng mỗi người trong thất đại cự đầu trên bảng Thương Lon đều nắm giữ võ học tạo hóa cấp đế giả, nhưng đến bây giờ mới thật sự chứng kiến tận mắt. Chỉ nhìn con dấu trong bàn tay cổ xưa khổng lồ kia từ xa cũng cảm thấy linh hồn như sắp đóng băng. Cảm giác lạnh lẽo vô tận càn quét thiên địa. Tất cả mọi người đều vô thức điều động chân nguyên để chống chọi với nó. Dù không nhằm vào họ, chỉ là dư âm mà thôi, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy không thể chịu đựng được. Hắc Sực Ma Hổ Quyền. Trong thiên địa lại vang lên tiếng gào thét, Triệu Kỳ trong ba người chợt ngửa mặt lên trời quát to. Chân nguyên màu đen dao động trong tứ đại khí hải, trong chân nguyên chứa đựng sát khí khiến người khác sợ hãi. Một con ma hổ có đôi cánh đen bắt đầu thành hình sau lưng gã ta. Vụt. Vào khoảnh khắc năm ngón tay gã ta nắm chặt lại, trong con ngươi song rực ma hổ có hai đường ma quang màu đen xuất hiện, xuyên thủng bầu trời. Hư không nổ tung, trong không khí liên tục vang lên tiếng nổ, hổ gầm như sấm, một chuỗi tiếng nổ chấn động bên tai mọi người, rất nhiều người không thể chịu được, chỉ cảm thấy tim mình không nhịn được đập thình thịch. Phun ra một ngụm máu tươi. Thậm chí có những người thực lực yếu hơn còn bị nổ tung lồng ngực, tim nhảy ra ngoài, chết ngay tại chỗ. Quá đáng sợ. Lại là võ học tạo hóa cấp đế giả, toàn bộ quảng trường đều bị không khí rét lạnh bao phủ, khiến người ta phải nổi da gà, sắc mặt thay đổi, trong mắt không khỏi lộ vẻ hoảng sợ. Trong mắt mấy người nhóm La Trấn cũng có ánh sáng kỳ lạ lóe lên, không khỏi tỏ vẻ kinh ngạc. Ong. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, trên không trung lại có những tia chớp màu vàng đánh xuống. Trong không gian bị tia chớp chiếu sáng kia, một bóng người cổ xưa xuất hiện, người đó đầu đội vương miệng, người khoác giáp vàng, cơ thể được bao phủ bởi khí thế đáng sợ xưng bá thiên hạ như người của hoàng gia. Là Mục Tu Hàn, hắn ta cũng ra tay rồi. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, con người Mục Tu Hàn có tia chớp lóe lên, mái tóc dài tung bay. Hai tay tạo thành một dấu ấn cổ xưa. Hắn ta quát to, lôi hoàng trấn sơn hà. Phụt. Lúc này lại có người không chịu được mà phun ra một ngụm máu tươi trên đạo đài, thở hổn hển, nhiều người nhanh chóng bay lên trời, liên tục lùi lại với khuôn mặt hoảng hốt. Dưới uy thế thế này, họ không thể nào ở lại trên đạo đài nữa, sợ sẽ bị ảnh hưởng. Quá kinh khủng. Bầu không khí đáng sợ không thể tả bằng lời bao phủ toàn bộ quảng trường Thương Long, ba võ kỹ tạo hóa cấp đế giả lần lượt sử dụng. Khiến quảng trường rộng lớn cũng trở nên nhỏ bé, người đã lùi lại rất xa vẫn cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Lâm Nhất sắp toi đời rồi. Vô số ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất, nét mặt cũng có vẻ khá nặng nề. Ba bá chủ trên bảng Thương Long liên thủ, chiến trận như thế, dù là La Trấn được gọi là Long Thủ chắc chắn cũng không đỡ được. Suy nghĩ muốn một đấu ba của Lâm Nhất trước đó thật sự cố điên cuồng, dù sao cũng là thất đại cự đầu,
thiên tài xuất chúng từng xuất hiện trên bảo kính thông thiên. Bọn họ hợp tác với nhau sao mà không thắng được? Giết! Trần Hạo giận dữ quát lên một tiếng, sát chiêu của hắn ta đánh xuống đầu tiên, bàn tay khổng lồ kia che kín nửa bầu trời, đè thẳng về phía Lâm Nhất. Chưa nói đến uy lực của bàn tay khổng lồ này, chỉ con dấu cổ xưa bên trên đã chứa đựng hàn mang đáng sợ rồi, bầu không khí cũng bắt đầu đóng băng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đồng thời, bóng mờ của bàn tay khổng lồ cũng bao phủ lấy Lâm Nhất, ngăn chặn tầm nhìn của mọi người. Mọi người hít một hơi khí lạnh, sắc mặt thay đổi, rõ ràng là không thể nào trốn được. Trốn? Làm sao có thể? Lâm Nhất đứng đón gió trên hộp đựng kiếm, nhìn bàn tay khổng lồ kia sắp đánh xuống. Anh chậm rãi nâng tay phải, trước lòng bàn tay có kim ô ấn hoàn mỹ xuất hiện, sau đó là cổ ấn thần dương chói mắt như ánh sáng mặt trời ầm ầm nở rộ. Vụt! Kim sĩ thần nhân cao trăm trượng bất ngờ thành hình sau lưng hắn, thần uy cổ xưa trang nghiêm nặng nề thoáng chốc lao đi. Thần dương toái thiên ấn! Lâm Nhất quát lên một tiếng, siết chặt năm ngón tay. Vô số kim quang bắn ra từ trong khe hở ngón tay. Trong những tia kim quang đó có kim ô bay lên tận trời cao, khiến uy năng của thần dương toái thiên ấn lại tăng vọt một lần nữa. Chúng đòn tấn công này của ta, dù không chết thì ngươi cũng sẽ bị đóng băng. Trần Hạo trên không trung nhìn thấy bàn tay hàn băng khổng lồ đè xuống trên đạo đài thì cười châm chọc, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Trần Hạo rất tự tin với võ học tạo hóa của mình. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay chắc chắn sẽ không cho đối phương cơ hội tiếp tục giở trò. Trong mắt người ngoài, bàn tay khổng lồ kia đã như một ngọn núi đè xuống đạo đài. Uy áp cuồn cuộn khiến quảng trường rung động, dưới đòn tấn công nghiêm trọng như thế, rất khó tưởng tượng Lâm Nhất chỉ có cảnh giới thiên phách nhị trọng có thể có bao nhiêu cơ hội sống sót. E rằng chưa đến một phần cơ hội. Có người khẽ thở dài, cất giọng nói nặng nề. Xung quanh có tiếng thở dài thay nhau vang lên, thất đại cự đầu suy cho cùng vẫn là thất đại cự đầu. Rắc! Nhưng đúng lúc này, thiên địa chợt vang lên tiếng băng đá vỡ vụn, bàn tay khổng lồ như ngọn núi xuất hiện chút khe hở. Nụ cười trên mặt Trần Hạo thoáng chốc trở nên cứng đờ, con người co lại, cảm thấy không ổn lắm. Còn chưa đợi hắn ta kịp phản ứng, trong khe hở nứt ra kia có ánh sáng màu vàng như ánh mặt trời lóe lên. Sau đó tiếng ầm ầm vang lên, bàn tay khổng lồ bắt đầu sụp đổ như núi tuyết, biến thành vô số mảnh vụn. Băng đá bắn khắp nơi, vô số kim ô lao ra, lượn quanh bầu trời. Phụt! Khi Lâm Nhất đấm ra một quyền làm nổ tung dấu ấn băng xuyên kia, Trần Hạo lập tức bị cắn trả phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ta thầm thấy chấn động, trong mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Gào! Sau khi đánh nổ bàn tay khổng lồ, Lâm Nhất còn chưa kịp nghỉ xả hơi thì hắc dực ma hổ quyền của Triệu Kỳ đã đánh tới. Triệu Kỳ đứng trên không dung gào thét, Lâm Nhất, quỳ xuống chịu chết đi. Ma hổ to như thành trì, trên lưng mọc hai cái cánh gào thét, trong con người khổng lồ bắn ra hai tia ma quang dài trăm trượng. Ma quang xuyên thủng hư không, quét thẳng về phía Lâm Nhất, không đợi quyền mang đánh xuống đã muốn hù dọa Lâm Nhất trước. Chút ánh sáng nho nhỏ đó thì làm được gì ta? Lâm Nhất hừ lạnh, kim sĩ thần nhân sau lưng hắn chỉ hơi nâng mắt lên. Trong hốc mắt sâu thẳm kia như có mặt trời chuyển động, hai tia ma quang bắn ra từ trong mắt ma hổ còn chưa kịp đến gần đã lập tức bị đốt cháy. Ánh sáng đại nhật, muôn đời bất diệt. Đôi cánh đang buông xuống sau lưng kim sĩ thần nhân vung lên, thoáng chốc che khuất bầu trời, ngoài kim sĩ thần nhân đang đón nhận ánh sáng thì thế gian chỉ có một màu đen kịt. Bóng dáng Lâm Nhất và Triệu Kỳ đâm mạnh vào nhau giữa không trung. Khi cả hai người tung quyền, ánh lửa bắn tung tóe, chân nguyên bùng nổ, kim sĩ thần nhân giang cánh, uy lực một quyền này của Lâm Nhất vượt xa dự kiến của đối phương. Cút đi! Chỉ trong chớp mắt đã đánh cho đối phương hộc máu văng ra, ngay cả hư ảnh ma hổ hai cánh sau lưng gã ta cũng xuất hiện vết nứt. Chuyện này không thể nào! Rốt cuộc tiểu tử này đã làm bằng cách nào? Trong tích tắc, Lâm Nhất đã phá liên tiếp hai loại võ học cấp đế giả khiến người ta kinh ngạc không nói nên lời. Một phút trước, mọi người còn đang nghĩ Lâm Nhất có thể sống sót trong sát chiêu của Trần Hạo hay không. Một phút sau, Lâm Nhất đã mạnh mẽ xuất hiện, kim ô tung bay, quyền toái băng sơn,
thần nhân dương cánh, ma quang vụt tắt, Trần Hạo và Triệu Kỳ lần lượt bị thương. Nhưng sau khi một thức này phá liên tiếp hai đại sát chiêu, nó cũng cạn kiệt uy lực, mất đi khí thế. Người có thực lực mạnh nhất trong ba người là Mục Tu Hàn vẫn còn đang nắm sát chiêu trong tay chưa thi triển, như thể giờ phút này, Lâm Nhất càng thể hiện mạnh mẽ thì càng làm người ta thương hại. Nếu đấu một một thì e rằng không ai có thể trấn áp được hắn. Dừng tại đây thôi. Trong mắt Mục Tu Hàn tràn đầy lạnh lùng, cực kỳ kiêu ngạo, thậm chí hắn ta còn không thèm nhìn Lâm Nhất. Ở vùng trời phía trên đầu hắn ta, ánh chấp vô biên chiếu rọi hư ảnh này, cao cao tại thượng, coi trời bằng vung, đắm mình trong ánh hào quang lấp lánh như lôi thần khiến người ta phải quỳ lạy. Hắn ta vừa dứt lời, hư ảnh đội vương miệng đưa tay ra kết ấn, chỉ về phía Lâm Nhất từ xa, một luồng ánh sáng bắn tới. Vô số tia điện màu tím ánh kim hóa thành những con long ảnh điện quang màu tím ánh kim. Bầy long ảnh bay lượn quanh luồng ánh sáng kia, lấy uy áp vô thượng lao về phía Lâm Nhất. Cảnh tượng đó như quân vương lên tiếng, chân long cũng phải nghe lệnh. Lôi hoàng trấn Sơn Hà. Trấn được Sơn Hà nhưng không thể trấn được ta. Lâm Nhất lạnh lùng nhìn luồng ánh sáng đang hạ xuống và những con lôi long tím ánh kim lượn quanh không biến mất kia, đôi mắt đen của hắn như bầu trời sao mênh mông bắn ra hai tia sáng như có thực thể, chớp mắt đã xuyên qua bầu trời, phá tan gông cùm xiềng xích của tầng mây. Mở! Lâm Nhất gằn giọng hét lên, kiếm ý bốc cháy dữ dội trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Ầm ầm! Phía ngoài bầu trời dường như có một cánh cổng cổ xưa đang từ từ mở ra, kiếm ý mạnh mẽ trào ra từ cánh cổng đó rồi treo ngược trên bầu trời, đánh tan những đám mây dày đặc. Khoan đã, cơn chấn động này, cơn chấn động này. Nhận thấy được cơn chấn động dữ dội một cách kỳ lạ kia, đám người La Trấn và Tần Lâm đều thay đổi sắc mặt, sâu trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Đó có thể là kiếm ý thông thiên. Nữ tử áo tím Bùi Tuyết mặc bộ trường sam, đeo đai lưng màu vàng, phong thái vô song. Nàng ta không hề dao động, vẻ nghiêm túc hiếm thấy hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp luôn giữ nụ cười nhạt, hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt liên tục thay đổi, hiển nhiên cảnh tượng này gây chấn động quá lớn. Keng, keng, keng. Kiếm ý bay qua bay lại giữa không trung. Cánh cổng trong hỗn độn mơ hồ mở ra, sao trời ngưng tụ từ kiếm ý vô tận rơi xuống. Những ngôi sao khổng lồ nhìn từ xa như chiếm diện tích hơn một nửa quảng trường, ùn ùn rơi xuống. Trong lúc rơi xuống, chúng biến thành thương long mang theo kiếm ý vô tận bay về phía Lâm Nhất. Kiếm ý thông thiên, phong lôi gầm thét, rồng ngâm bốn phương, tia điện lập lòe. Đợi đến khi bóng dáng thương long rơi vào trên người Lâm Nhất, thần dương toái thiên ấn trên người hắn vốn đã mất đi khí thế lại từ dưới đáy vực bùng nổ. Kiếm thế vốn đã rất mạnh lập tức phá vỡ lồng giam, đạt tới độ cao chưa từng có. Trên quảng trường cổ xưa này, Lâm Nhất dựa vào kiếm thế mênh mông như hóa thành trời. Nếu hắn giơ tay lên, bầu trời này cũng nâng lên cao. Nếu hắn hạ tay xuống, bầu trời cũng rơi xuống theo, nhấp nhô lên xuống, long trời là đất, điên đảo càn khôn. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Lâm Nhất ở giữa không trung giơ tay lên. Vô số lôi long tím ánh kim đang lao xuống đều bị chôn vùi. Kiếm ý thông thiên, đúng thật là kiếm ý thông thiên. Rốt cuộc tiểu tử này đã làm bằng cách nào? Đám người La Trấn và Tần Lâm vô cùng chấn động. Dù hắn ta có suy nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra con át chủ bài cuối cùng trong tay Lâm Nhất lại là kiếm ý thông thiên. Đáng sợ như thế ư? Những người ở ngoài quảng trường đều há hốc mồm. Trong mắt tràn đầy khó tin. Quá kinh khủng. Sự đáng sợ của kiếm ý thông thiên vượt xa tưởng tượng của mọi người, khiến người ta rùng mình, toàn thân run rẩy. Trước đó Lâm Nhất đã tung sát chiêu phá liên tiếp hai loại võ học tạo hóa cấp đế giả, mất hết khí thế, thậm chí tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Thuộc loại thấp trong những cái thấp, lúc này đối mặt với thủ đoạn tuyệt sát của Mục Tu Hàn, dù mạnh như La Trấn thì 10 cái mạng cũng không đủ sống. Dù sao cũng là Mục Tu Hàn, mọi người đứng ở xa cũng có thể cảm nhận được rõ sự đáng sợ của lôi hoàng trấn Sơn Hà. E rằng đứng gần đó cũng không chịu được, lập tức thịt nát xương tan, bị chấn động ngay cả cặn cũng không còn sót lại. Nhưng có thể chấn được Sơn Hà, không thể chấn được Lâm Nhất.
Khi kiếm ý thông thiên được thi triển, Lâm Nhất trở tay đã đánh tan những con lôi long tím ánh kim kia khiến người ta trố mắt đứng nhìn. Cũng không thể trách mọi người kinh ngạc như vậy, kể cả phương đại thế tên là Côn Luân đó cũng chỉ tinh quân mới có thể nắm giữ kiếm ý thông thiên. Người chưa đột phá tinh quân mà đã nắm giữ kiếm ý thông thiên, không phải có thể miêu tả đơn giản bằng hai từ yêu nghiệt. Phá! Một chỉ đã mất đi những con lôi long kia bị Lâm Nhất đánh vỡ bằng một chưởng nhẹ nhàng. Kiếm ý thông thiên. Giữa không trung, cả ba người trong nhóm Mục Tu Hàn đều sững sờ, nét mặt gần như cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi tột cùng, kiếm ý vô tận kia làm cho máu trong người họ sôi trào vì sợ hãi. Bụp! Lúc này sắc mặt của ba người đều trở nên trắng bệch, họ cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ trên người Lâm Nhất. Đây là cảm giác trước đó chưa từng có, ý nghĩ không thể thắng dâng lên sâu trong lòng họ, đây là một tin tức cực kỳ nguy hiểm. Sự tự tin mạnh mẽ trong lòng họ xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, và một khi nó sụp đổ, dù cho thực lực mạnh đến đâu cũng rất khó phát huy toàn lực, nhất định sẽ chết. Chết tiệt, chuyện này sao có thể? Vũ Hạo Thiên đang đứng trên đạo đài không kìm được kinh ngạc thốt lên, lúc này vẻ mặt đầy hả hê trước đó trông cực kỳ u ám. Chiêu thức át chủ bài này của Lâm Nhất là một đòn nặng nề như sấm đối với hắn ta, đánh thẳng vào tận đáy lòng. Hắn ta cứ tưởng sau khi thực lực tăng lên, dựa vào Nguyệt Diệu Thần Quyền và món chí bảo kia hoàn toàn đủ để chiến thắng, thậm chí áp đảo đối phương. Nhưng ai ngờ Lâm Nhất lại thi triển kiếm ý thông thiên. Chết tiệt! Ba người nhóm Mục Tu Hàn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Lâm Nhất cách đó không xa, lòng bàn tay ai cũng run rẩy, rõ ràng họ đang cảm thấy khó chấp nhận. Thảo nào đối phương lại dám lấy một địch ba, hóa ra hắn đang cất giấu con át chủ bài nghịch thiên như thế. Tuyết Mỹ Nhân, chẳng trách cô vẫn luôn nhìn hắn với con mắt khác, cô đã biết từ lâu rồi sao, La Trấn nhẹ giọng hỏi, trong mắt vẫn khó che giấu được vẻ chấn động. Vẻ cay đắng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Bùi Tuyết, một lát sau nàng ta mới cười gượng, nếu ta biết trước hắn nắm giữ kiếm ý thông thiên thì đã không dám động vào hắn. Lần đầu gặp đối phương, nàng ta đã có thái độ thù địch, định bắt đối phương lại rồi hỏi mối quan hệ giữa hắn và Nguyệt Phi Phi. May mà nàng ta và Nguyệt Phi Phi không phải kẻ thù không đội trời chung, hơn nữa cũng khá tán thưởng Lâm Nhất. Lần sau gặp mặt, nàng ta cũng không để lộ ác ý. Chỉ bí mật quan sát, còn tiện tay giúp hắn chút việc. Chỉ có thể nói nàng ta may mắn, không dây vào rắc rối lớn như vậy, cho dù nàng ta có lai lịch bất phàm cũng sẽ cảm thấy rất nhức đầu. Ba người này đã phải tấm ván sắt rồi, La Trấn nhìn về phía đám người Mục Tu Hàn đang đánh nhau trên không trung với vẻ mặt chế nhạo. Ba người nhóm Mục Tu Hàn nảy ra ý định rút lui, không muốn tiếp tục đánh nhau với Lâm Nhất nữa. Họ biết khá rõ rốt cuộc kiếm ý thông thiên đáng sợ cỡ nào, dù có thắng được đối phương cũng sẽ vô cùng thê thảm. Hôm nay không ai được đi cả. Nhưng tiếng quát của Lâm Nhất chợt vọng lại từ trên không trung, hắn lạnh lùng nhìn về phía ba người. Lâm Nhất, ngươi đừng quá đáng, đừng tưởng ba người chúng ta sợ ngươi. Kiếm ý thông thiên thì thế nào, chung quy ngươi cũng chỉ có một mình, Trần Hạo sầm mặt lại, lạnh giọng nói. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Nơi này có chủ, ta đã nói ba lần. Giờ phút này Lâm Nhất trong bộ quần áo xanh trông cực kỳ tỏa sáng, tóc dài tung bay, đôi mắt sâu thẳm đều tỏa ánh hào quang như tiên. Hào quang ấy không quá chói mắt, phát ra từ trên người Lâm Nhất làm hắn trông như kiếm tiên thượng cổ, một mình một phương không ai sánh bằng. Cả ba người họ đều nắm giữ võ học tạo hóa cấp đế giả, nếu đấu một một, dù không thi triển kiếm ý thông thiên. Lâm Nhất cũng rất tự tin rằng mình có thể thắng đối phương. Nếu ba người liên minh với nhau, tiếp tục đối đầu, với tu vi của Lâm Nhất nhất định sẽ từ từ mất sức rồi chết. Chỉ khi nào hoàn toàn trở mặt, thi triển kiếm ý thông thiên, ba người liên minh cũng không thể làm được gì. Đám người này không hề biết kiếm ý thông thiên đáng sợ cỡ nào, đó là sức mạnh khiến cả Lâm Nhất cũng cảm thấy sợ hãi. Thấy Lâm Nhất hùng hổ dọa người. Không có ý định bỏ qua cho ba người, vẻ tàn nhẫn thoáng hiện trong mắt Mục Tu Hàn, hắn ta trầm giọng, đồ không biết sống chết, người tưởng nắm giữ kiếm ý thông thiên là muốn làm gì thì làm à, ra tay. Hôm nay ta phải cho hắn biết sự lợi hại. Dứt lời, Mục Tu Hàn xung phong tấn công, tia điện lôi đình cuồng bạo bộc phát trên người hắn ta.
Trần Hạo và Triệu Kỳ cũng nhanh chóng xông tới, trong mắt có tia sáng lạnh lóe qua. Đến đúng lúc lắm. Nhìn thấy Mục Tu Hàn xung phong lao tới, Lâm Nhất lạnh lùng đỡ lấy sát chiêu mà Mục Tu Hàn thi triển. Lâm Nhất tung một quyền, khi quyền mang bắn ra, dị tượng kim xí thần nhân xuất hiện sau lưng hắn. Ánh sáng vàng bất tận chiếu sáng rực rỡ, mặt trời từ từ bay lên cao, uy áp của kim xí thần nhân lập tức tăng vọt điên cuồng. Cùng lúc đó, một ấn ký nhỏ hiện lên sau gáy kim xí thần nhân như một ngôi sao tô điểm. Bùm! Quyền mang đâm thủng hư không như thanh kiếm sắc bén, đến khi nó nổ tung thì trông như mặt trời nhảy ra khỏi biển mây. Mục Tu Hàn đau đớn kêu rên, hoàn toàn không có khả năng chống lại, lập tức rơi vào thế yếu, vẻ cố sức hiện rõ trên mặt hắn ta. May mà Trần Hạo và Triệu Kỳ kịp thời chạy tới giúp đỡ, hắn ta mới không hộc máu lùi về sau. Mục Tu Hàn cắn răng hét lên, điều động chân nguyên của cả bốn vùng khí hải, mặt mày nhăn nhó như phát điên, hư ảnh lôi hoàng sau lưng hắn ta lại tung một quyền. Lâm Nhất bình tĩnh giơ tay lên tung quyền đỡ lấy. Tử khí đông lai. Tử khí vô biên ập xuống, mặt trời dâng lên từ mặt biển trở nên tràn đầy sức sống. Trong tích tắc, cả thế giới như được mặt trời chiếu sáng, tựa như phá vỡ gông cùng xiềng xích nào đó giữa đất trời, mênh mông rộng lớn như khai thiên lập địa. Khi quyền mang đánh ra, lại thêm một ấn ký màu vàng như ngôi sao tô điểm sau gáy kim xí thần nhân. Chiêu dương như hỏa. Nhưng không quan tâm đối phương chật vật thế nào, Lâm Nhất lạnh lùng tung quyền thứ ba, mặt trời mới mọc này hoàn toàn thành hình, tỏa ánh nắng ban mai chiếu sáng cả vùng trời phía đông. Khi một quyền này được tung ra, Mục Tu Hàn không thể tiếp tục chống đỡ nữa, lập tức văng ra thật xa. Trần Hạo và Triệu Kỳ cũng bị dư chấn đẩy ra xa, cả hai người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cùng lúc đó, ấn ký thứ ba xuất hiện sau gáy kim xí thần nhân. Khi ba ấn ký đồng thời xuất hiện, kim xí thần nhân cao hơn 100 trượng tràn ngập uy áp đáng sợ và trang nghiêm, trong đôi mắt sâu thẳm mơ hồ lóe lên thần quang. Lâm Nhất hít sâu một hơi, chậm rãi dung hợp ba ấn ký này với thần dương toái thiên ấn, chuẩn bị cho nền tảng của bí thuật Nhật Diệu Thần Quyền. Nhờ kiếm ý thông thiên hỗ trợ, lần này dung hợp dễ dàng hơn nhiều so với những lần trước. Dưới sự điều động của Lâm Nhất, ba ấn ký như ngôi sao ở sau gáy kim xí thần nhân điên cuồng xoay tròn. Kim xí thần nhân cao hơn 100 trượng đột nhiên tăng vào đến độ cao khoa trương 300 trượng, hai mắt bắn ra hai tia sáng vô cùng chói mắt. Khi hai tia sáng này chiếu xuyên qua hư không, chiếu sáng cả thế giới. Ba người nhóm Mục Tu Hàn mới kinh hãi phát hiện cả không gian bị tia sáng này giam cầm, uy áp của ba người họ đều bị trấn áp hoàn toàn, người trở nên cứng đờ. Chết tiệt, chuyện này sao có thể? Ba người vô cùng hoảng sợ, nhưng bất kể bọn họ có giãy giụa như thế nào thì vẫn không thể nhúc nhích được. Nhật Diệu Thần Dương diệt thế. Khi chữ cuối cùng phát ra từ miệng Lâm Nhất, cánh chim khổng lồ của kim xí thần nhân đã hoàn toàn giang rộng. Mỗi một cái lông vũ đều lóe lên kim quang chói mắt. Hắn quá chói lọi, tất cả hào quang trong thiên địa đều tập trung trên người hắn, cho nên những nơi khác chỉ còn một màu đen kịt. Lúc này đây, ánh sáng và bóng tối tồn tại theo một phương thức có vẻ quái dị, một luồng năng lượng diệt thế bùng nổ. Bất giác, Lâm Nhất tung ra một quyền đánh thẳng vào giữa ba người đang bị giam cầm. Thiên địa đang trong yên tĩnh chợt vang lên tiếng nổ kinh thiên, chân nguyên hộ thể trên người ba người Mục Tu Hàn lập tức sụp đổ, quần áo của họ nổ tung, để lộ đạo giáp hộ thân bên trong. Tuy đạo giáp có sức phòng ngự kinh người, nhưng khi nghênh đón một quyền này, nó cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ba bóng người đồng loạt phun ra máu tươi, thương tích đầy mình, bị đánh văng ra ngoài hệt như ba cái bao cát. Không còn chút phong thái của thất cự đầu, trông bọn họ vô cùng thê thảm. Tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. Đi! May mắn sống sót, cả ba đều lộ vẻ hoảng sợ, không còn dũng khí đối mặt với Lâm Nhất, mà trực tiếp quay đầu chạy như điên. Ta nói rồi, không ai được đi cả. Toàn trường lộ vẻ khiếp sợ, mọi người hít một ngụm khí lạnh khi thấy Lâm Nhất phất tay, hộp đựng kiếm đang dựng đứng trên đạo đài chợt mở ra, đến khi năm ngón tay hắn siết chặt lại, trong tay đã là chuôi kiếm táng hoa.
Lâm Nhất không tiếc hao phí hơn phân nửa chân nguyên để thi triển bí thuật Nhật Diệu Thần Quyền chính là để bắt được thời khắc chân nguyên hộ thể của đối phương vỡ vụn. Hắn không nhiều lời, một ý niệm vụt qua, kiếm đã ra khỏi vỏ. Xoẹt. Được kiếm ý thông thiên gia trì, Táng Hoa vừa ra khỏi vỏ lập tức bắn ra một vòng kiếm quang chói mắt, dường như trực tiếp xé rách không gian, những nơi đi qua quân lâm thiên hạ, vạn vật phải tâm phục khẩu phục. Tốc độ đáng sợ một cách không tưởng, kiếm quang nhanh đến mức mắt thường khó có thể thấy được, chỉ thoáng qua trong chốc lát. Khanh, B-O-A-N-G. Đến khi Táng Hoa trở vào bao, ba người bị kiếm quang truy đuổi đã nổ tung thành một đống xương máu. Khi một tấc cuối cùng của thân kiếm chuẩn bị vào vỏ, Lâm Nhất tiện tay phẩy một cái, Táng Hoa như một luồng điện bắn thẳng vào vỏ. Trên quảng trường Thương Long, vô số ánh mắt hướng về phía đống xương máu kia, thế gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Tuy rằng khoảnh khắc Lâm Nhất thi triển kiếm ý thông thiên, mọi người cũng đã đoán được đại khái Lâm Nhất sẽ là người thắng cuộc, nhưng kết cục trước mắt thì không ai ngờ đến, sâu trong lòng bọn họ khó mà giữ được bình tĩnh. Đó chính là ba người đứng trên đỉnh kim tự tháp tại khu vực Thương Long đấy, dù là trên bảo kính thông thiên thì cũng đã lưu lại tên của bọn họ. Nhưng giờ toàn bộ đều đã chết, chết ở trong tay Lâm Nhất. Một kiếm giết ba người, thông thiên không thể đỡ. Một kiếm giết ba người, thông thiên không thể đỡ. Mục Tu Hàn, Trần Hạo, Triệu Kỳ, bọn họ thuộc thất cự đầu, thứ hạng đứng đầu tại khu vực Thương Long này, vậy mà tất cả đều chết dưới thân kiếm của Lâm Nhất. Nếu tính cả Phong Huyền Dịch đã chết trước đó thì cái gọi là thất đại cự đầu đều bị Lâm Nhất giết. Chiến tích này nói ra e rằng sẽ khó mà khiến người ta tin tưởng. Quan trọng nhất chính là tất cả đều do Lâm Nhất khởi xướng, hắn cũng không có xuất thân từ giới vực cao cấp, mà là một hắc mã đến từ giới vực cấp thấp. Càng nghĩ càng khiến người ta khó mà tin được, tên hắc mã tuyệt thế này thật sự có hơi nghịch thiên. Đừng nói những người khác, chỉ riêng người có mặt ở đây, dù đã tận mắt chứng kiến cảnh này nhưng bọn họ vẫn không dám tin. Không tin nổi ba người Mục Tu Hàn đã bị giết chết. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, không tin cũng không được. Ba người đã bị một kiếm chém thành xương máu, đến hài cốt cũng không còn, đã sớm chết không thể chết hơn được, dù là thần tiên trên trời cũng không cứu nổi. Vù vù. Giữa lúc thiên địa tĩnh lặng như chết, một luồng sáng đen hệt như tia chớp phá không lao đến, thu lấy ba cái túi trữ vật đang trôi nổi giữa không trung. Mãi một lúc sau, mọi người mới nhìn rõ luồng sáng đen kia chính là ma sủng bên người Lâm Nhất. Chính là con mèo đen trước đó cầm trong tay ma côn thiên khôi, thể hiện ra hung uy ngập trời, chỉ với hai côn đã đánh trọng thương Phong Huyền Dực. Với thực lực của Lâm Nhất thì khó mà dùng một quyền để đấm chết đối phương, ít nhất phải thi triển kiếm ý thông thiên mới được. Nhìn động tác nhanh như tia chớp lại vô cùng thành thạo kia, e rằng ngày thường đã làm không ít chuyện như vậy. Túi trữ vật của ba gã cự đầu trẻ tuổi không biết có bao nhiêu bảo vật và tài nguyên trong đó, thế mà lại bị cướp đi một cách hết sức dễ dàng, vô số ánh mắt hướng về phía ngựa huyết long, tất cả đều mang theo oán hận khó tả. Tuy nhiên, bọn họ cũng đành phải như vậy, ngẫm lại vừa nãy Lâm Nhất với phong thái vô địch, dùng một kiếm quét ngang tam đại cự đầu, quả thật, không ai dám có hành động. Vèo. Giữa không trung. Lâm Nhất lách người đáp xuống hộp đựng kiếm đang dựng đứng trên đạo đài, một lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Từng ánh mắt tràn ngập kính sợ hướng về phía hắn, hôm nay, không ai còn xem Lâm Nhất là hắc mã nữa rồi, hắn đã chính thức vùng dậy, nắm giữ kiếm ý thông thiên, chắc chắn hành trình trên thiên lộ của hắn sẽ tỏa sáng, và giành được tư cách tranh đấu ở nơi tận cùng thiên lộ. Đứng trước những ánh nhìn như thế, sắc mặt Lâm Nhất vẫn không chút gợn sóng. Không hề sợ hãi hay nao núng, chỉ bình thản tản đi kiếm ý thông thiên của bản thân. Đối với Lâm Nhất, lần thi triển kiếm ý thông thiên này có thể xem như hoàn toàn bại lộ át chủ bài, ngày sau muốn khiến người khác trở tay không kịp e là khó. Tuy là thế, Lâm Nhất cũng không cảm thấy có gì hối hận, sớm muộn gì kiếm ý thông thiên cũng bại lộ. Hôm nay, bại lộ tại quảng trường Thương Long này, một kiếm chém chết tam đại cự đầu có lẽ đã đủ lực uy hiếp. Ai muốn nhắm vào hắn cũng phải cẩn thận mà suy nghĩ. Xíu, yêu yêu. Lâm Nhất bỗng quét mắt qua, hướng về phía một đạo đài ở cách đó không xa. Vũ Hạo Thiên. Mọi người nhìn theo hướng mắt hắn,
không khỏi hít một ngụm khí lạnh, bầu không khí vừa thả lỏng một chút lại lập tức trở nên cực kỳ căng thẳng. Ai cũng hiểu rõ, tên yêu nghiệt có cùng xuất thân từ huyền hoàng giới này vốn có ân oán vô cùng phức tạp với Lâm Nhất. Trước đó, tại Thương Long cấm giới, suýt nữa cả hai đã đánh nhau, giờ phút này, Lâm Nhất nhìn về phía đối phương, sát ý sâu trong mắt gần như không cách nào che giấu được. Lúc trước, mọi người còn đem hai người họ ra so sánh, không biết rốt cuộc ai có thực lực mạnh hơn, nhưng hiện tại, sau khi Lâm Nhất thi triển kiếm ý thông thiên, đương nhiên, không còn ai có suy nghĩ Vũ Hạo Thiên có thể địch lại hắn. Nếu Lâm Nhất thật sự muốn ra tay thì Vũ Hạo Thiên e là khó thoát khỏi cái chết. Dù hắn ta có mạnh cỡ nào cũng không thể sánh được với bốn người mục tu hàn cộng lại. Trên đạo đài, ánh mắt Vũ Hạo Thiên lóe sáng, trực tiếp đối chọi với ánh mắt của Lâm Nhất, sắc mặt hắn ta không có bao nhiêu lo sợ, thậm chí không giống như e ngại của quần chúng vây xem, sâu trong lòng hắn ta, sát ý đã bắt đầu khởi động, chân nguyên trong cơ thể được âm thầm thôi thúc. Vô tướng ma quyết và tâm pháp nguyệt diệu thần quyền đồng thời khởi động, trong người hắn ta. Một lực lượng mạnh mẽ và hùng hậu như thác nước ào ào tuôn chảy. Tuy kiếm ý thông thiên của Lâm Nhất rất mạnh, nhưng đây chính là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Vũ Hạo Thiên thấy rất rõ, trước đó, Lâm Nhất thi triển bí thuật nhật diệu thần quyền khiến ba người mục tu hàn trọng thương, rồi mới dùng kiếm ý thông thiên giết chết bọn họ. Nguyệt diệu thần quyền và nhật diệu thần quyền là cùng một loại, nên hắn ta hiểu rất rõ bí thuật này có mức độ tiêu hao lớn cỡ nào. Còn về một kiếm tuyệt sát cuối cùng kia, e rằng thứ tiêu hao không chỉ là chân nguyên mà còn có tinh lực, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, hắn muốn thi triển lại một kiếm này e là khó khăn. Quan trọng nhất là, Lâm Nhất là một người khá quyết đoán, nếu hắn có đủ sức giết hắn ta thì đã sớm ra tay, chứ không chỉ nhìn như vậy thôi. Huống hồ, bản thân Vũ Hạo Thiên còn có một món chí bảo. Hắn ta suy nghĩ như điện xẹt, ánh mắt lóe sáng. Sâu trong mắt ngoại trừ sát ý còn có tham lam. Uy năng của Nhật Diệu Thần Quyền khiến hắn ta nhìn mà phát thèm, hắn ta có thể xác định chắc chắn một khi Nhật Nguyệt dung hợp, tuyệt đối sẽ tạo thành cơ duyên tạo hóa, còn có thanh lợi kiếm trong tay Lâm Nhất, nếu không có nó tương trợ, một kiếm kia ắt không dễ chém giết ba người mục tu hàn như vậy. Một khi giết đối phương, những bảo vật và cơ duyên này đều sẽ là của hắn ta. Tiền bối Ma Linh nói rất đúng. Lâm Nhất chính là đồng tử tặng bảo vật cho ta. Còn về nguy hiểm, thế gian nào có chuyện gì chắc chắn, chỉ một phần cơ hội đã đủ dùng mệnh đánh đổi, huống chi trước mắt không chỉ một phần. Trong mắt Vũ Hạo Thiên đã có chút điên cuồng, chân nguyên bắt đầu khởi động, đã sắp không kìm được muốn ra tay. Chớ nên kích động, có lẽ hắn chỉ đang dụ dỗ ngươi mà thôi. Đợi có đủ 10 phần chắc chắn thì ra tay cũng không muộn, hiện tại khó nhìn thấu được tên này. Nhưng đúng vào lúc này, giọng của Ma Linh trong suy nghĩ bị ngắt quãng so với lúc bình thường, mà lại cực kỳ yếu ớt, dường như cố kỵ điều gì đó trên quảng trường Thương Long. Tiền bối, ta có nghĩ đến, ta có chí bảo, không e ngại hắn đặt bẫy đâu. Tim Vũ Hạo Thiên chứng lại một nhịp, không cam lòng nói. Đừng vội, ngươi còn phải giành lấy truyền thừa của bảo điện Thương Long này, giờ đánh với hắn là quá mạo hiểm, dù cho đồng quy vu tận thì cũng không đáng đâu. Đừng quên, hắn còn con ma sủng kia nữa, âm thanh đứt quãng của Ma Linh lại vang lên. Sắc mặt Vũ Hạo Thiên thoáng thay đổi, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, tạm thời không có hành động. An tâm chờ đợi, truyền thừa đuôi Thương Long của ngươi cũng khá là tuyệt vời, có thêm sự hỗ trợ của ta, chắc chắn ngươi sẽ giành được truyền thừa cấp bậc cao nhất. Trong truyền thừa, ngươi cứ làm theo sự căn dặn của ta, đến khi ra ngoài, ít nhất thực lực sẽ tăng lên gấp đôi. Đến lúc đó, không chỉ tên tiểu tử kia, mà toàn bộ người ở quảng trường Thương Long này cũng sẽ bị ngươi một mẻ hốt gọn. Giọng của Ma Linh lại lần nữa vang lên, nghe đến việc thực lực ít nhất tăng gấp đôi, suy nghĩ của hắn ta lại bắt đầu xoay chuyển. Nếu giờ hắn muốn ra tay thì cũng không cần phải kiêng kỵ quá nhiều, cứ lao vào cắn xé nhau là được. Nghe Ma Linh phân tích, cảm xúc của Vũ Hạo Thiên dần ổn định trở lại, sự điên cuồng trong mắt cũng từ từ tiêu tan. Cẩn thận suy nghĩ thì lời của Ma Linh cũng khá có lý, nếu đối phương thật sự không muốn ra tay với hắn ta thì hà cớ gì lại hướng mắt về phía hắn ta. E rằng đó chính là cái bẫy đặt sẵn chờ hắn ta chui vào. Tên này đúng là ngày càng khó nhằn.
Trên hộp đựng kiếm, ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác thường, hiển nhiên, Vũ Hạo Thiên có thể nhịn được mà không ra tay. Quả thật là hắn cố tình dụ dỗ đối phương, muốn đánh cho tên này một kích chí mạng, trực tiếp giết chết hắn. Hiện tại hắn đã tiêu hao quá nhiều, nếu chủ động tiến lên giết đối phương thì không hoàn toàn nắm chắc, nhưng nếu tên kia ra tay trước, hắn có thể sử dụng kiếm ý thông thiên, thi triển thức thứ hai của Trảm Thiên Tam Kiếm, như vậy cơ hội giết đối phương sẽ lớn hơn. Dù hiện tại không ở trạng thái đỉnh cao, nhưng kiếm thứ hai, tên gọi Thanh Liên, lá rụng thành sen, nước chảy hoa nở, được kiếm ý thông thiên ra chỉ đủ để dị tượng giăng kín vòm trời này. Đến lúc đó, đảm bảo sẽ cho đối phương một bất ngờ to lớn. Đáng tiếc là Vũ Hạo Thiên không mắc lừa, có vẻ như hắn ta đã cẩn thận hơn trước rồi. Trước khi Bảo Điện Thương Long còn chưa mở, kẻ này đã sử dụng mưu kế chọc giận hắn, vậy mà giờ hắn cố tình để lộ sơ hở thì hắn ta lại không mắc mưu. So với việc thực lực có tiến bộ thì tâm kế sâu hơn càng khiến người ta khó mà đề phòng hơn. Không mắc mưu cũng tốt. Đợi đến khi thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục sẽ dùng trạng thái đỉnh cao để thi triển Trảm Thiên Tam Kiếm, khi đó, đối phương càng không có cơ hội. Tuy rằng át chủ bài của hắn đã bại lộ không ít, có thể không bàn đến Trảm Thiên Tam Kiếm, Nhật Diệu Thần Quyền của hắn còn chưa thi triển toàn bộ đâu. Bất kể đối phương có tự định giá bản thân như thế nào thì, dám xuất hiện trước mặt hắn, chỉ có một chữ chết. Còn chưa đủ lật trời. Lâm Nhất từ từ thu hồi ánh mắt, thấy vậy, mọi người mới lặng lẽ thở ra một hơi. Những người trước đó đã rời khỏi quảng trường Thương Long cũng lao nhanh trở về, từng người rơi xuống đạo đài tương ứng với vảy Thương Long. Lâm huynh giấu cũng sâu thật đấy, một kiếm giết ba người, sau ngày hôm nay, e rằng ngươi sẽ nổi danh trên thiên lộ, La Trấn mỉm cười, hướng về phía Lâm Nhất nói. May mắn mà thôi. Ấn tượng của Lâm Nhất đối với cái người tên La Trấn này cũng không tệ. Với thực lực của đối phương, Mục Tu Hàn tuyệt không thể so sánh được, thậm chí, hắn hoài nghi lần đầu gặp mặt, đối phương đã có thể nhìn ra đầu mối từ trên người hắn, nếu không cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm thân. La Trấn cười khổ, kiếm ý thông thiên là thủ đoạn mà chỉ tinh quân mới có thể nắm giữ được, sao có thể nói may mắn ngộ được chứ, Lâm huynh khiêm tốn rồi. Lúc trước, quả thật hắn ta đã nhìn ra một vài đầu mối từ trên người Lâm Nhất, cảm giác được đối phương có khả năng uy hiếp đối với át chủ bài của mình, nhưng không ngờ lại là kiếm ý thông thiên. Ta cũng không muốn nhiều lời, nếu Lâm huynh chỉ muốn truyền thừa này, không có ý gì khác, vậy thì ta cứ chờ tham dự thí luyện lưu lại của Bảo Điện Thương Long này thôi, ánh mắt La Trấn lóe sáng, tỏ vẻ thăm dò. Ý khác. Lâm Nhất thoáng sững sờ, sau đó nhanh chóng hiểu được ý của đối phương. La Trấn chiếm cứ sừng Thương Lâm. Thân là kiếm khách, có lẽ Lâm Nhất cũng sẽ để tâm đến sừng Thương Long, hắn ta nói khéo léo như vậy chẳng qua chỉ muốn thăm dò Lâm Nhất mà thôi. Không có. Lâm Nhất nhanh chóng đưa ra quyết định. Nếu có thể chọn, hiển nhiên Lâm Nhất cảm thấy sừng Thương Long thích hợp hơn. Nhưng La Trấn đã sớm chiếm trước, còn chủ động làm thân với hắn. Vừa rồi, trong trận chém giết hung hiểm như vậy, dù hắn ta không ra tay giúp đỡ nhưng cũng không nhảy vào làm hại. Chỉ mới quen biết thôi mà có thể làm được như vậy coi như khó có được, chỉ bằng những việc này, Lâm Nhất không thể trở mặt với người này được, hắn còn chưa đến mức làm ra chuyện mạnh mẽ chiếm đoạt. Còn nữa, tim Thương Long chưa hẳn kém hơn so với sừng Thương Long. Lâm Nhất nói như vậy quả thật khiến mấy người La Trấn thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lâm Nhất lựa chọn thay đổi đạo đài thì, đứng ở góc độ của La Trấn, hắn ta buộc phải nhường bước. Nhưng sâu trong lòng tránh không khỏi nảy sinh khúc mắc, làm không tốt dễ khiến hai người rơi vào thế đối lập. Ta nợ ngươi một phần tình nghĩa, ngày sau có gì cần giúp đỡ, La Trấn ta nhất định sẽ dốc lòng trợ giúp. La Trấn cũng không phải kẻ sĩ diện cãi láo, hắn ta chắp tay nói rồi khoanh chân ngồi xuống. Lâm Nhất khẽ gật đầu, nói một câu khách sau rồi cũng ngồi xuống trung tâm đạo đài tương ứng với tim Thương Long. Trận phong ba tạm thời lắng xuống, những nhân tài kiệt xuất ở các đạo đài khác trên quảng trường cũng thầm thở phào, nếu cứ đánh mãi thì không biết đến khi nào mới kết thúc, tồn tại cấp bậc như Lâm Nhất một khi giao đấu sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ khủng bố, đừng nói ngồi trên đạo đài tìm hiểu truyền thừa, chỉ riêng việc tránh để bị thương đã là chuyện rất khó rồi.
cũng không biết, rốt cuộc tim Thương Long sẽ mang đến truyền thừa gì cho ta nữa. Lâm Nhất thì thào tự nói rồi từ từ khép hai mắt lại, tập trung tinh thần ngồi xuống đạo đài cổ xưa. Ầm ầm. Khoảnh khắc chân nguyên rót vào đạo đài, trận pháp cổ xưa bên trong được kích hoạt, vô số phù văn tinh tế có màu vàng từ trong các khe hở của đạo đài bay ra. Phù văn màu vàng chằng chịt tỏa ra hào quang dịu nhẹ như biển cả, bao bọc toàn bộ cơ thể Lâm Nhất. Cùng lúc đó, trên những đạo đài khác cũng có cảnh tượng y như vậy, chỉ có đều là phù văn màu vàng không sáng rõ bằng mấy người Lâm Nhất và La Chấn. Hiển nhiên, truyền thừa tương ứng với những đạo đài dung hợp phải Thương Long chắc chắn sẽ kém hơn so với các đạo đài độc nhất vô nhị như sừng Thương Long, tim Thương Long. Khi tất cả mọi người khép mắt lại, Vũ Hạo Thiên ngẩng đầu, từ xa nhìn về phía Lâm Nhất. Hắn ta nhíu mày, sâu trong mắt là sát ý lạnh như băng, từng chuyện cũ lần lượt hiển hiện. Quần Long thịnh yến tại Huyền Hoàng giới, trong trận chiến đỉnh cao đó, đối phương đã khiến hắn ta liên tục chịu nhục. Hai lần mạng sống như chỉ mảnh treo chuông khiến hắn ta hoàn toàn rơi xuống vực sâu, Vũ Hạo Thiên vẫn luôn cao ngạo đã không còn nữa. Vốn tưởng rằng có cơ hội trở mình trên thiên lộ, nào ngờ lại tìm được đường sống trong chỗ chết từ tay đối phương. Mà lại nhục nhã hơn so với hai lần trước. Vô số hình ảnh vụt qua trong đầu, trước mắt Vũ Hạo Thiên hiện ra hình ảnh của Khuynh Nhược U, sắc mặt hắn ta ngày càng âm u. Cũng nên chấm dứt đoạn nhân quả này rồi. Vũ Hạo Thiên tự nhủ, hắn ta cũng không hoàn toàn tin tưởng ma linh, đặc biệt là khi thấy một số nhân tài kiệt xuất của giới vực chết đi một cách khó hiểu trên quảng trường Thương Long, hắn ta càng thêm nghi ngờ. So với ma linh thì hắn ta càng tin tưởng vào thực lực của mình hơn. Tuy nhiên, muốn giết Lâm Nhất cần phải mượn lực lượng từ đối phương. Nếu có thể nhờ vào truyền thường để tăng gấp đôi thực lực thì dù đối mặt với Lâm Nhất ở trạng thái đỉnh cao, Vũ Hạo Thiên cũng tự nhận rằng bản thân có đến 6 phần thắng lợi, cộng thêm món chí bảo kia phần thắng của hắn ta lại tăng thêm một phần. Đợi sau khi giải quyết đoạn nhân quả này, cũng nên tính toán xử lý tai họa ngầm ma linh kia. Trên thiên lộ này, hắn ta cũng sẽ có kế hoạch của riêng mình, và cũng có mong chờ không nhỏ đối với đại thế Côn Luân. Nhưng trước đó, Lâm Nhất phải chết. Vũ Hạo Thiên từ từ khép hai mắt lại, cùng đạo đài tương ứng với đuôi Thương Long tìm kiếm truyền thừa thuộc về mình. Soạt. Trên quảng trường Thương Long cổ xưa, khi trận pháp lần lượt được kích hoạt trên từng đạo đài, giữa không trung, phù văn màu vàng bao quanh mọi người dần hòa tan vào không khí, bóng dáng họ ngày càng trở nên mong manh trước biến hóa quái dị này, rồi sau đó quy về hư không. Vèo, vèo, vèo. Từng bóng người biến mất khỏi đạo đài một cách quái dị, quảng trường vừa nãy còn vô cùng náo nhiệt giờ trở nên vắng lạnh. Khi Lâm Nhất mở mắt ra, trước mắt hắn là một khoảng không tăm tối, tất cả mọi cảm giác đều bị ngăn cách. Đây là... Tình huống phát sinh đột ngột khiến Lâm Nhất có hơi bối rối, tuy nhiên, hắn đã nhanh chóng khôi phục như thường. Hắn có thể lờ mờ cảm nhận được có một loại quy tắc không gian nào đó đang chuyển động. Sau khi pháp trận ở đạo đài được kích hoạt, dường như hắn đã được truyền tống vào một bí cảnh. Hắn suy nghĩ nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã hiểu được muốn bắt được cơ duyên trên tạo hóa có lẽ phải trải qua khảo nghiệm, mỗi một đạo đài sẽ có khảo nghiệm khác nhau. Thứ đang đợi hắn phía trước hẳn là một khảo nghiệm nào đó, có thể không nắm bắt được cơ duyên trên tạo hóa hay không suy cho cùng vẫn phải xem thực lực của mỗi cá nhân. Không biết đã trôi qua bao lâu, tầm mắt Lâm Nhất dần khôi phục. Trước mắt đã xuất hiện một vài tia sáng. Đến khi hoàn toàn thích ứng, hai mắt Lâm Nhất từ từ mở ra. Một cái cổng vòng màu tím khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt hắn, phía trên có ngôi sao vần quanh, trụ cửa có khắc long văn cổ xưa. Đây là một cánh cổng cự long. Long uy mạnh mẽ đánh úp đến, sắc mặt Lâm Nhất thay đổi, phải dùng kiếm ý bảo thân thể mới miễn cưỡng đứng thẳng được. Đây chính là truyền thừa tương ứng với tim Thương Long ư. Lâm Nhất nhìn cánh cổng cự long trước mắt, sâu trong mắt hắn bắt đầu có hào quang cực nóng lưu chuyển. Hắn lầm bầm nói. Ngay khi Lâm Nhất dò xét cánh cổng lớn kia, thiên địa bắt đầu chấn động, long môn đã được thắp sáng. Không bao lâu sau tụ lại thành một trái tim bằng kim loại. Sở dĩ thiên địa chấn động chính là vì trái tim kia đang đập. Thình thịch. Lâm Nhất hốt hoảng khi phát hiện mình bị nó dẫn dắt,
có thể phá vỡ lồng ngực bất kỳ lúc nào. Hắn biến sắc, vội hít thở sâu, rồi dùng tay ôm lấy ngực, lúc này, mặt hắn đã chướng đỏ lên, trông vô cùng khó chịu. Khảo thí sơ bộ đã thông qua, thân thể đạt đến ngưỡng cửa tối thiểu tiếp nhận truyền thừa, chúc mừng ngươi đã mở ra cánh cửa tham gia khảo nghiệm lần này. Bên tai bỗng vang lên âm thanh cổ xưa, sắc mặt Lâm Nhất thoáng thay đổi, lộ rõ sự hoang mang, ngươi là ai? Ta là Long Linh tại đây, trông coi khảo hạch truyền thừa của Bảo Điện Thương Long. Thời gian ở đây khác biệt với bên ngoài, dù là 10 ngày trôi qua thì bên ngoài có lẽ cũng chưa tới một nén hương. Âm thanh kia lại lần nữa vang lên, Lâm Nhất cũng thôi kinh ngạc, tiếp tục hỏi, tim Thương Long đại biểu cho truyền thừa gì? Long Linh liền nói, trái tim là suối nguồn của cơ thể, là cội nguồn của sinh mệnh, dù cho thân thể có bất hủ thì trái tim vẫn rất quan trọng. Tim Thương Long đại biểu cho một vị đại năng, năm đó người đã lưu lại thần quyết luyện thể, lựa chọn khảo nghiệm của ngươi cũng có liên quan đến thân thể. Quả nhiên, đúng như Lâm Nhất đã suy đoán trước đó, tim Thương Long có thể là công pháp hoặc là thần quyết luyện thể. Tuy hiện tại chiến thể Thương Long của hắn đã sớm trở thành bản thiếu, nhưng có thể có được một môn thần quyết luyện thể cũng coi như cơ duyên không tệ. Thế nhưng, từ tận đáy lòng, hắn vẫn cảm thấy có hơi thất vọng, bởi lẽ không phải kiếm quyết, cũng không phải kiếm pháp. Truyền thừa trên tạo hóa của Bảo Điện Thương Long là gì? Đây chính là điều mà Lâm Nhất vẫn luôn tò mò. Khảo nghiệm sắp bắt đầu, Thương Long chi tâm, hỏa diễm chi quang, vạn huyết hóa lôi. Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh. Thông qua khảo nghiệm này là chuyện cực kỳ gian nan, một khi khảo nghiệm thất bại sẽ không nhận được bất kỳ truyền thừa nào. Trong quá trình khảo nghiệm có thể chọn từ bỏ đồng nghĩa với thất bại, bất kỳ tạo hóa gì đạt được cũng sẽ bị tước đoạt. Long Linh không đáp lại câu hỏi của Lâm Nhất, sau khi căn dặn một phen, cánh cổng cự long trước mắt bỗng phát ra hào quang sáng chói. Kế đó là một tiếng động thật lớn. Cùng với đó là tiếng rồng ngâm vang vọng khắp bốn phía. Cánh cổng từ từ mở ra. Xem ra ta còn chưa có tư cách hỏi, hoặc là chính Long Linh cũng không biết cơ duyên trên tạo hóa là gì. Lâm Nhất thoáng suy tư trong chốc lát, hắn liếc mắt nhìn cánh cổng cực lớn kia, trong mắt có vô số đốm sáng lóe lên, tạm thời có đi xem sao đã, để xem rốt cuộc phía sau cánh cổng này là khảo nghiệm gì. Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, nói sao mà đáng sợ. Lâm Nhất cũng không quá e ngại, đã đi đến một bước này, hiển nhiên hắn sẽ không lựa chọn lùi bước, liền lách người tiến vào trong cánh cổng kia. Khoảnh khắc Lâm Nhất bước vừa trong, cảnh tượng trước mắt hắn đột nhiên thay đổi. Tiếng sấm rền dữ tợn vang vọng trên nền trời, đây là một khoảng không gian vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Có ánh chớp liên tục lóe lên chiếu sáng thế giới hỗn loạn này. Lâm Nhất đang đứng giữa không trung. Còn chưa kịp thấy rõ cảnh trước mắt đã máu tươi đã sộc thẳng từ miệng lên mũi. Phụt. Lâm Nhất cảm thấy rất khó chịu, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cứ thế rơi thẳng xuống. Cuộc đời này của hắn chưa từng ngửi thấy mùi máu tanh nồng như thế bao giờ, không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, thân thể của hắn cũng hoàn toàn không chịu đựng được huyết khí cuồn cuộn chứa đựng bên trong mùi máu đó. Sau khi hoàn toàn phun ra ngụm máu tươi kia, hắn mới có thể miễn cưỡng làm quen, không đến mức quá khó chịu. Tóm! Lâm Nhất đáp xuống, nhưng cũng không đáp xuống đất mà là một đại dương bao la đen kịt. Dưới lôi quang chiếu rọi, chỉ có thể nhìn thấy nơi này tràn đầy cảm giác kỳ lạ và thần bí. Đây là nơi quái quỷ nào vậy? Khi Lâm Nhất duỗi tay vốc một chút nước biển màu đen lên, con người hắn chợt co lại, lộ vẻ hoảng sợ hiếm thấy. Máu. Nơi này không phải biển, mà là một nơi tạo thành từ máu tươi. Trái tim Thương Long, ánh sáng hỏa diễm, vạn huyết hóa lôi. Sắc mặt Lâm Nhất thay đổi, lời nói của Long Linh trước khi mở cửa vang lên trong đầu. Chẳng lẽ đây là máu Thương Long, nhưng nếu thật là thế thì nơi này chắc chắn là một bảo địa vô thượng. Máu rồng luyện thân, dù là người bình thường cũng sẽ có được tạo hóa khôn lường. Không đúng. Nếu thật sự là máu Thương Long thuần khiết thì có lẽ mình đã bị thiêu chết từ lâu rồi. Lâm Nhất vẫn khá là tỉnh táo, với cảnh giới của hắn bây giờ, tối đa chỉ có thể luyện hóa một hai giọt máu Thương Long thôi.
nhưng trong đống máu đen này thật sự tồn tại không ít hơi thở thương long, rất kỳ lạ. Vạn huyết hóa lôi. Lâm Nhất chợt nghĩ tới điều gì đó. Có lẽ vùng nước màu đen trước mắt là hỗn hợp máu của yêu thú có huyết mạch thương long, vạn huyết hóa lôi chắc là có ý này. Nếu thật sự như thế thì vẫn không thể tùy tiện luyện hóa huyết dịch màu đen này, không cẩn thận sẽ gặp phải họa lớn. Phù. Lâm Nhất nhảy lên trong đại dương màu đen bao la, nhưng khi đến giữa không trung lại bị long uy vô hình đè xuống. Hắn chỉ có thể rơi xuống mặt nước, không thể thi triển thân pháp. Nếu sử dụng kim ô cửu biến, có lẽ sẽ chịu đựng được một khoảng thời gian. Lâm Nhất đứng trên biển máu, trong mắt có ánh sáng lóe lên, bình tĩnh nhớ lại long uy vừa tiếp xúc khi nãy. Tạm thời không thể sử dụng kim ô cửu biến, nơi này quá kỳ lạ, không ai biết sẽ gặp phải phiền phức gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, ánh lửa chớp lóe ở cuối tầm mắt cực kỳ nổi bật. Ánh sáng hỏa diễm, đi đến đó trước đã, có lẽ thử thách chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Lâm Nhất xác định phương hướng phát ra ánh lửa, ung dung bước đi trên biển máu màu đen. Trên đại dương màu đen bao la, Lâm Nhất còn chưa đi được xa, trong mây đen dày đặc trên bầu trời đột nhiên có vô số tia chớp đánh xuống. Điện quang như xúc tu thần ma kéo xuống, hình ảnh đáng sợ kia khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại, rợn cả tóc gáy. Sau khi điện quang đánh xuống mặt biển, sóng lớn cuồn cuộn lập tức xuất hiện, sóng lớn như một bức tường cao nghìn trượng kéo đến. Trong lúc nhấp nhô, sóng lớn cuộn trào kia bắt đầu cuốn về phía Lâm Nhất với tốc độ khủng khiếp. Nhanh quá! Sóng lớn có tốc độ rất nhanh, khi nãy còn cách đó mấy trăm dặm, nhưng chỉ mấy giây đã ở trong tầm mắt Lâm Nhất. Sóng lớn cao như bức tường. Ngoài việc nó có sức công phá mạnh mẽ thì nó còn chứa đựng lực lượng lôi đình khiến người khác sợ hết hồn hết vía. Lâm Nhất quay đầu nhìn lại, phát hiện hoàn toàn không có đường lui, ngoài việc xông qua thì không còn cách nào khác cả. Vụt! Vào lúc Lâm Nhất ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị đánh thủng sóng lớn bằng một quyền, thì lực lượng lôi đình trong cơn sóng đột nhiên xuyên qua mặt nước lan đến chân của hắn. Trong nháy mắt! Những luồng lực lượng lôi đình tựa như rắn độc lan đến hai chân hắn, sau đó chen chúc nhau cắn lấy hắn. SSSS. Lâm Nhất hít sâu một hơi, đau đến mức nhăn mặt, cảm giác này như có vô số con rắn độc lôi đình quấn lên khắp người từ mũi chân. Thương Long cửu biến. Dưới tình huống như thế, Lâm Nhất nhanh chóng kích hoạt chiến thể Thương Long, Long Văn Tử Điện in trong cơ thể nhanh chóng di chuyển. Trên người hắn có một màn điện mỏng bao phủ. Trên cơ thể lóe lên ánh sáng chói mắt màu tím nhạt. Sau khi dùng hết sức điều động chiến thể Thương Long, cảm giác đau đớn của Lâm Nhất cuối cùng cũng giảm đi nhiều, nhưng vẫn cảm nhận được bắp thịt đang co lại, chân nguyên trong kinh mạch cũng khẽ rung. Phiền thế! Lâm Nhất tỏ vẻ bực mình, dưới trạng thái này, hắn chỉ có thể phát huy tối đa 3 phần thực lực. Hoàn toàn dựa vào chân nguyên rất khó đánh vỡ bức tường sóng này. Càng không nói đến việc chống lại được lực lượng lôi đình kinh khủng ẩn chứa bên trong. Kiếm của ta như Thương Long, chém ra bão táp chấn động. Trong mắt Lâm Nhất lộ vẻ dứt khoát, hắn nhanh chóng sử dụng kiếm uy Thương Long, hư ảnh Thương Long oai phong vần quanh người hắn. Lâm Nhất siết chặt 5 ngón tay, bàn tay nắm chặt, quyền mang đánh ra như một con Thương Long phá không bay đi như một thanh kiếm sắc bén. Trong sóng to gió lớn. Sóng lớn màu đen kia bộc phát điện quang chói mắt, xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ. Chính là lúc này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 128.